Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Hôm nay thì chúng ta cũng lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc và chủ đề cũng là quay về cái vấn đề cây kiểng thôi. Thế này, có một vị khán giả đã điện đến cho tôi và nhờ tôi tư vấn về cái cách chơi cây kiểng, tại vì cái vị khán giả đó thì mới bắt đầu chơi cây, thì muốn tôi tư vấn để chọn cái dòng cây nào cho nó phù hợp để chơi hiện nay. Thì các bạn thân mến, nói về cây kiểng thì nó mênh mông, nó bao la, phải không các bạn? Như là trước mặt của các bạn là đây là cây hồng ngọc mai và đây là cây ma chú thủy. Cái hồng ngọc mai này thì các bạn cũng, nếu các bạn chơi cây kiểng hay lâu năm thì các bạn biết hồng ngọc mai nó có một bụng gian bóng một thời, bất cứ cây kiểng nào cũng như vậy chứ. Nhiều dòng cây kiểng, nếu các bạn mà chơi cây kiểng rồi á, chơi thì nếu mình chơi về cái vấn đề mà tài tử, mình chơi về cái vấn đề là cái thú chơi tao nhã, mình không có nghĩ đến về cái lợi ích về cái giá trị kinh tế thì các bạn không có để ý. Chứ nếu mà các bạn đã bước vô một cái nghề chơi, mình vừa trao đổi, mình vừa buôn bán thì các bạn có thấy rằng cái nghề cây kiểng này nó thăng trầm không các bạn? Rất là thăng trầm luôn. Tôi thì tôi không có tham gia buôn bán, nhưng mà mấy năm trước á, trước dịch rồi thì tôi thường đi quảng cáo, review quảng cáo cho các vườn, báo giá để cho các bạn có sự lựa chọn để mua cây kiểng cho phù hợp. Thành ra tôi cũng biết được một chút, mình cũng có được một chút cái kiến thức về vấn đề chơi cây kiểng. Các bạn biết chơi cây kiểng nó rất là kiểu như là nó giống như là cái thời trang này. Hôm nay cây này thịnh thì nó đẩy giá lên cao, rồi khi một thời gian mà cây nó bỏ hòa, nhiều người chơi quá thì lúc đó cây nó ê hề, nó tụt giá xuống. Thậm chí có thời kỳ là cây cũng như vàng, rồi đến một thời kỳ nào đó thì người ta bán không mua, chỉ đem về làm củi thôi. Không, tôi nói thật đó các bạn, có thể là khi mà cách nói chuyện của mình thì nó cũng không được chính xác cho lắm, bởi vì tôi nói theo cái quan điểm của tôi, tôi đã chứng kiến, cũng như là tôi dẫn chứng với các bạn một cái số dòng cây mà nó thượng vàng hạ cám. Các bạn biết là cái thời kỳ mà cách đây là rất là lâu, những cái thập niên mà 90 năm 2000, các bạn biết là cây lộc vừng tự nhiên nó sốt lên, nó lên cơn sốt, thế là người người đổ xô vô rừng săn tìm cây lộc vừng. Hầu như là ông nào chơi kiểng cũng muốn mình sở hữu một cây lộc vừng để mình chơi. Thì nó mang lại vấn đề phong thủy hay sao thì tôi không biết, nhưng mà người ta nói lộc vừng, thì thế là lộc vừng lên rất là cao giá ngất ngưỡng luôn. Rồi sau thời gian nó lại tụt xuống nó nhiều quá, rồi người ta chơi người ta chán rồi, giờ cây lộc vừng nó rất là rẻ. Rồi xong rồi tới cây xanh cũng nhiều người phá sản gì chơi cây xanh các bạn, mua cây xanh giá rất là cao. Khi mà thời gian sau thì người ta lại không có chơi như lúc trước nữa, thì cây nó thừa múa, nó rẻ. Thì tôi chưa nói tới vấn đề mà cái chuyện mà đột biến, giống như là mình không có nói như là cái vấn đề lan đột biến hay cái chuyện khác mình không nói, mình chỉ nói là cái cách chơi thông thường của cái ngành cây kiểng. Bởi vì khi mà chơi một cái dòng cây nào đó, có một thời điểm nó thịnh hành thì nó cao giá, và thời điểm nó không thịnh hành thì cây nó rớt giá, thậm chí người ta chỉ đem về đồng củi thôi. Nói thì mình nói đó là trên cái vấn đề mà kinh tế, chơi cái vấn đề về thị trường. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chơi tài tử thì mình chơi cho mình, thì các bạn nên chọn những cái dòng cây cho nó phù hợp. Bởi vì nếu các bạn mà chơi về vấn đề mà nghệ thuật để mình chơi, thì tôi thấy có những cái dòng cây mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì lúc nào nó cũng giữ một cái vị trí nhất định của nó. Ví dụ như là cái khu vực miền Nam của mình đó các bạn, các bạn để ý coi, cái dòng cây mà ma chú thủy là một, với mấy cái dòng cây quyệt quế, mấy dòng ma chú thủy nè, quyệt quế nè, kim quýt nè, đó là những cái dòng cây đó, nó lúc nào nó cũng có một vị trí. Nếu các bạn hôm nay người ta chán rồi, xong thì sao người ta sẽ tung vinh nó lên. Còn có những cái dòng cây này, giống như là cây bên tay phải của tôi nè, là cây hồng ngọc mai, các bạn thấy rất đẹp không? Có thời kỳ nó rất là được ưa chuộng, người ta săn đón rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì cây này bây giờ nó vẫn có giá, nó kiểu như cái nó không còn hot như ngày xưa.
đây là hot là cái nóng nóng bỏng là nóng bỏng nha, hot là nóng bỏng chứ không phải là cái vụ hot hot nha, người hot ghê quá hot đó. Bây giờ thì cây này thì nó vẫn đẹp như vậy á, nhưng mà tự nhiên cái người ta chơi nhiều rồi các bạn, tự nhiên cái người ta chán là sao. Bây giờ ha, mà những cái dòng cây này bán thị trường có bán mà cây rất là rẻ, mà các bạn thấy không, hồng mai rất là thơm nè, ánh nắng mà rọi xuống một cái là nó hát cái mùi thơm lên, đồng thời nó cũng có trái nè các bạn thấy không, có rất là trái nè, những cái trái nó đỏ nó lon nó toàn ten như thế này, nó rất là đáng yêu như vậy đó. Nhưng mà qua thời gian rồi thì nó sẽ bị quên lãng đó, nó như vậy. Cái dòng chơi cây kiểng cũng là tạm gọi đó là những cái bước thăng trầm trong cái người chơi cây kiểng ha. Tôi thì tôi chơi tôi không có kinh doanh, thành ra mà tôi chơi cho mình. Có những lúc mà những cái cây, thí dụ tôi, cây đẹp của tôi đẹp lắm, nhưng mà thị trường bây giờ nó hết giá rồi, nó không còn cái giá trị nữa. Còn có những dòng cây có giá trị thì người ta săn đón dữ dội lắm nha các bạn. Đó như vậy. Chơi thì bởi vậy các bạn phải xác định, cũng như vị khán giả đó hỏi tôi chọn cây, thì nếu mà một cái vị khán giả, tôi nghĩ là vị khán giả đó chắc có lẽ là muốn trồng cây để cho một cái môi trường mình nó có một cái màu xanh, nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa biết cây nào là nên trồng và không nên trồng mới nhờ tôi tư vấn. Theo tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà chơi cây thì các bạn phải tham khảo sơ qua ha, sơ qua những cái dòng cây mà các ví dụ như mình cứ vô vườn kiểng đi, hoặc các bạn không có thời gian vô vườn kiểng thì các bạn có thể lên mạng xem cái cây nào ít nhất là nó mình sẽ thích cái cây gì cái đã. Ví dụ như cái hồng ngọc mai nó có cái hương thơm, nó có cái trái nó đẹp thì tôi thích tôi trồng. Rồi thích một mình trồng mình thích cái cây đó rồi mình mới nhờ người ta tư vấn là cây đó trồng như thế nào, nó có dễ sống hay không, hay tuổi thọ nó như sao. Hay là các bạn nhìn thấy cây mai chú thủy này các bạn thích rồi, nó có bông màu trắng, có hương thơm, thì các bạn hãy thích cho nó cái đại trước cái đại đi, rồi bắt đầu các bạn mới tiến sâu vô trong cái lĩnh vực là mình tìm hiểu về cái đặc tính tăng trưởng từ những cây đó như vậy. Cây thì nó nhiều lắm các bạn, nó mênh mông nó nhiều lắm. Tôi thì nếu mà mình chơi về cái vấn đề mà nghệ thuật á, mình chơi cái vấn đề là thú vui tao nhã đó, thì những cái dòng cây đang hot á, tôi không có chơi. Các bạn biết tại sao không? Cái dòng cây đang hot á, săn lùng nó rất là tốn tiền, cái khả năng của mình nhiều lúc có lý do tài chính mình không với tới những cái tầm đó. Đang cây đang hot thì người ta săn lùng, người ta đẩy giá lên rất cao. Tôi cao quá, mắc không chơi, thiếu gì cây gì mình chơi đúng các bạn. Chơi cây thì nhiều lắm, bao nhiêu cây, cây này chơi không được thì mình chơi cây khác. Chứ mắc gì mình lao đầu vô mình chơi một cái dòng cây nó đang săn lùng. Ví dụ người ta săn lùng cái cây nó là uống vô cái là hết bệnh ung thư á, tôi cũng gán bán nhà, bán đất, bán của cải để săn lùng cái cây đó mình mua về nếu mình có bệnh. Còn nếu mà mình chơi là một cái thú vui thì không cần thiết. Tôi không nói tới vấn đề khía cạnh các bạn kinh doanh nha, mình nói tới vấn đề là thú chơi tao nhã là vui tơi tài tử thôi. Thành ra các bạn cứ bình tĩnh kệ nó. Cây nào nó đang cao giá quá thì thôi mình để cho mấy ai mà có điều kiện thì họ mua họ chơi. Còn mình như anh em mình thì bình trung bình hơi khá chút, khá mức chơi cây. Nếu mà cuộc sống mà eo hẹp quá, cuộc sống khó khăn quá thì thời gian mình chăm cây nó như vậy. Thuộc lại trung bình khá đi, gọi là trung bình khá đi, cứ tạm gọi như vậy để mình tự tin vào chính mình. Mình có tinh thần mình chơi cây, không có tự ti nha, tự tin nha. Rồi các bạn. Theo tôi thì hiện tại có những một dòng cây thì qua một cái thời kỳ sóng gió rồi thì nó rẻ. Giống như thí dụ như tôi nói cây mà có một thời kỳ nó cũng hot, tiếp tục và hot nữa là cây linh sam á các bạn. Linh sam có rất nhiều người đầu tư vô để mà kinh doanh về cái dòng cây đó, nhưng mà cây đó khi mà nó nhiều rồi, nó bão hòa rồi bắt đầu cây nó rẻ bèo. Bây giờ linh sam bây giờ nó rẻ. Thế nhưng mà những cái cây linh sam mà đẹp, nó có dáng bonsai mà chuẩn bonsai, những cây đẹp thì giá trị nó cũng khá cao. Còn những cái dòng cây mà bình thường á, những dòng cây bình thường kiểu dáng bình thường á, trung bình yếu, rẻ. Rồi thì các bạn mua mấy dòng cây đi, đang rẻ mà, mua về đi. Rồi mua về bắt đầu cái mình tỉa tót lại, mình nắng nót lại, mình sửa sang lại, mình chơi. Đúng là cho nó rẻ tiền. Còn chơi mai chú thủy này thì nó có cái độ bền nó rất là bền. Học tôi thấy là bởi vậy nó mới tồn tại những cái dòng cây mà cách đây cả trăm tuổi, 70-80 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi là chuyện bình thường. Chính vì cái giá trị của cây nó giữ, thành ra người ta mới giữ được cái cây, mấy cụ mình nuôi cây để tới bây giờ. Thành ra các bạn thấy những cây tùng nè, cây mai chú thủy nè, hay là mấy cây mai vàng, hay mấy cây đào, mấy cái dòng cây đó các bạn thấy không, cây cổ rất là nhiều.
những cái cây nào các bạn thấy mà tuổi thọ mà càng lâu năm thì chứng tỏ là được người chơi trọng dụng nó và người ta nuôi nó rất lâu năm. Còn những cái cây mà theo thời á, theo thời vứt đi, đã chơi thời gian ta chán ta bỏ đi, các bạn quay lại tìm cây những cây cổ thụ không có, những cây cổ nó không có là như vậy. Tôi thấy mình chơi cây, thứ nhất là mình chơi cho mình thôi, chơi cho mình, nói vậy thôi. Chứ thật ra mà cái cây bài đăng thời kỳ nó hút hàng đó. Hút hàng và cây, các bạn chơi cây đó, ôm cây đi chơi cảm thấy hãnh diện đó. Thí dụ như tôi nói là tôi có một cây rất là quý hiếm, thí dụ nha, cái cây này là bình thường thôi, cây là mai đen lá lớn là nó rất là bình thường. Nếu mà cái dòng cây này đang thời kỳ hết hàng, đang hút hàng, đang cây quý hiếm thì mình ôm cái cây đi chơi thì cái đẳng cấp của mình nó khác liền, người ta nhìn vô mình nó khác liền, có đúng không các bạn? Rõ ràng nó như vậy. Cái nghề chơi nào cũng vậy, nó đòi hỏi. Thành ra là đôi lúc mình chơi một cái cây rất là đẹp nhưng mà cái giá trị nó không có thì các bạn sẽ nản, các bạn không chăm sóc. Thí dụ như bây giờ tôi chơi cây xoài đi. Cây xoài, tôi có gốc xoài rất là đẹp nhưng mà cây xoài giờ người ta không chơi, có mình tôi chơi bạn bè đến người nào cũng vậy, cái chề môi rè lử ra riết, cái mình làm ra mình nản, mình không muốn chăm sóc nó nữa, là nó như vậy. Thành ra cái nghề chơi nào cũng vậy, nó đóng công phu. Những cái người mà chơi mà chơi tài tử, chơi chuyên nghiệp, chơi không có dính vô vấn đề kinh doanh thì họ bàn quan thế sự, giá cả nhiều kệ họ. Mà mấy ông đó nha, giống như là mấy bạn mà chơi cây kiểng mà các bạn không có buôn bán á, bình thường cây của bạn mai dùng nó bạn, nhưng mà tự nhiên cái người ta biết, ví dụ như mấy ông mà kinh doanh không biết, nhà ông A hay nhà ông B, nhà ông C hay nhà cha già năm thu á, tôi thấy nhà chắc có cây siro giờ đang giá bằng tỷ, ông vô đó đi, ông dụ mình giống mua hả? lúc đó mà ông vô, ông lại dụ mình, mình không biết cái mình đi, mình nhiều lúc bị tác động với cái tác động người này người kia, cái mình vô từ mình bán cây để rề, thí dụ cây giá thị trường hoài tới 1 tỷ, ông vô mua mình có 50 triệu, 100 triệu, mình thấy mình sướng rấn người lên rồi, trời ơi cây nằm gốc mà giờ mua 100 triệu, mà họ đâu biết rằng cái thị trường là 1 tỷ, thí dụ vậy đó. Tôi nói thí dụ ra trong cái nghề chơi cây kiểng này nó cũng có nhiều cái thú vị đó mà. Tôi trước dịch đó thì mình đi cũng khá nhiều, và đồng thời tôi cũng biết được cái giá từng vùng, ví dụ như cái giá ở vùng ở miền Tây, cái giá ở vùng miền Đông, giá ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu, đại khái vậy, hay Sài Gòn đó, như vậy tôi cũng biết giá, biết giá cây, mình cũng định giá cây, nhưng mà theo một cái thời gian thì cái giá cây nó thay đổi. Thì hiện tại bây giờ cũng mấy tháng nay rồi tôi không có đi báo giá nữa, thành ra tôi cũng không biết được cây nó có giá trị bây giờ bao nhiêu hay ít hay là sao. Nhưng mà nghe nói hiện tại bây giờ là cái dòng tùng nó có giá đó. Tùng lúc trước thì nó có giá cao, sau thời gian lắng động xuống thì bây giờ tùng nó lại đẩy giá lên, đẩy giá tùng lên. Còn cây mai vàng thì các bạn biết rồi, cây mai vàng mấy năm về trước, mai vàng tới thiệt chứ các bạn, mà tôi đi báo giá một lô hàng người ta báo là 30 cây, tôi báo giá ngày trước ngày sau là hết cả như 2/3, có khi là chỉ một ngày ta là hết sạch một cái lô hàng họ báo giá trong cái clip của tôi, nó đắt như vậy. Mà lúc đó không biết sao mà mấy vàng đắt thế, đưa lên cây nào người ta cũng mua hết trơn á, cây nào cũng bán hết. Kênh khác tôi không biết sao chứ kênh tôi hồi đó có mấy vàng đắt rất là đắt các bạn, nộp luôn á, cả như một tuần họ báo 2 clip 3 clip, mà clip nào lên là họ bán một clip, một lô của họ là từ 2 đến 30 cây, lúc nào cũng hết hàng hết trơn. Thế vậy mà giờ cái đó bảo hòa, thì cái dòng cây kiển vậy, khi mà các bạn chơi nó bảo hòa gì, cây mai vàng giờ nó bảo hòa rồi. Thành ra có một số bạn nhờ tôi đi review với làm clip, tôi thấy làm clip mà các bạn không có hiệu quả đó, các bạn bán hàng cũng không được nữa, hình như là người ta cũng không, người ta có đầy đủ rồi người ta không muốn mua nữa, thành ra tôi cũng không có hứng thú tôi làm. Ví dụ mà tôi làm clip tôi review cho các bạn mà các bạn buôn bán được, cái kích thích đó, cái tôi thích lắm, tôi thích làm cho các bạn, tuy rằng là tôi không có ăn phần trăm trong cái vấn đề mà lợi nhuận của các bạn, nhưng mà tôi rất thích các bạn buôn bán được là mình hứng thú cho mình làm như vậy. Cái mình đang nói về vấn đề cây mai vàng, cây mai vàng với tôi thấy là cây mai vàng với cây hoa đào lúc nào nó cũng có một cái vị trí độc tôn của nó các bạn. Những cái dòng cây đó nó không có theo thị trường ha, nó không có theo thị trường mà nó lúc nào cũng vậy, nó cứ giữ cái vị trí nó. Cây mai ở miền Nam, cây mai ở miền Bắc có cây đào. Theo tôi thấy là chỉ có 2 cây đó tôi theo dõi là mấy chục năm nay rồi, lúc nào cũng vậy, nó có cái vị trí nó,
nhưng mà vẫn có một sự cạnh tranh khốc liệt nha các bạn. Trong vấn đề đào thì tôi không rõ lắm, tôi không rành lắm, nhưng mà dưới cái mây vàng coi vậy nó có sự cạnh tranh khốc liệt giữa những giống. Cái bây giờ là khi mà cây mai Tết hút hàng hay không thì do cái giống mới tung ra. Ví dụ như các bạn thấy cây mai vàng là lúc trước thì nó có cái giống cây mai Đại Lộc. Mai Đại Lộc lúc mà nó mới vừa ra một cái là trời ơi thiên hạ đổ xô, cứ mai Đại Lộc mùa, mai Đại Lộc mùa, mai Đại Lộc mùa, ghép mai tôi mai Đại Lộc, cứ Đại Lộc lúc nào cũng Đại Lộc, Lộc Đại, Đại Lộc, Lộc Đại như thế. Rồi khi mà thời gian sau thì nhiều quá, ai cũng có Đại Lộc, Lộc Đại, ai cũng có. Rồi bắt đầu là họ chuyển sang cái dòng máy khác, họ tìm cái dòng máy khác, cũng là cây mai vàng ha, nó vẫn là cây mai vàng, nhưng mà nó tìm một cái loại mà bông nó mới lạ để nó thu hút cái người chơi. Như bạch mai cái thời kỳ mà lúc mà tôi mà cái thời kỳ mà tôi còn thanh niên, còn thanh niên vỗ nhẹo, lúc là thanh niên rồi mít cái vợ, hồi đó ông già vợ tôi mà trong giường ông phát hiện được một cây bạch mai, một cái là ông săn bằng cho bằng được. Làm sao vậy? Các bạn biết không, cây bạch mai mùa xuân là phải cây mai vàng. Cây mai vàng là vàng hực, nó mất đem là sự may mắn. Nếu mà có cây mai bạch mai, người ta nghĩ đó là bạch mai nó có màu trắng. Cái màu trắng mà cái người mà bên Phật giáo á, bên Lương thì họ lại kỳ, họ Tết họ kỳ cái màu trắng. Màu trắng là nó tượng trưng cho một cái màu tăng tốc. Thành ra khi mà bạch mai nào trong dừa mà lâu lâu nó có lòi một cây ra, nó đốc cây ra là họ chặt cho bằng được. Nhưng mà có một số vườn họ giữ là họ vẫn còn. Bây giờ bạch mai đắt. Sao thời gian nó lại hiếm đắt? Thế hệ trẻ bây giờ thì người ta không có quan niệm như mấy ông cụ ngày xưa nữa. Mà họ chơi là nghệ thuật, là có thể là Tết. Tết họ không mang vô nhà, nhưng họ vẫn chơi cái bạch mai để họ trưng trong sân vườn của họ, làm bộ sưu tập của họ. Thành ra họ săn lùng những cái mai, bạch mai cổ. Rồi bạch mai cổ săn lùng mãi mấy năm trước rồi, tôi đi về cái miệt Long An cũng còn lâu lâu săn cây bạch mai. Cây bạch mai cổ của Việt Nam nha, thuần Việt hết nha, cây nó sống rất là khỏe, nó không có yếu tử như là mai Miến Điện hay mai Thái Lan nha, khỏe lắm nha. Săn được cây nào là hết cây đó, là như vậy các bạn. Rồi xong thì đẻ ra cái dòng mai này mai kia. Giờ tôi hồi năm kia bây giờ nó đã chuẩn bị, nó hết cái giống mai là siêu bông Sài Gòn. Cái phong bông bự cánh đều vậy đó, như vậy thì riêng cây mai không cũng có nào một có sự cạnh tranh rồi đó. Còn cây đào thì tôi không rành về đào, tại miền Nam mình là nóng quá, cái chơi đào nó rụng bông á, nó héo bông thì cái người chơi á, người ta cũng dự đoán, người ta cũng không tin là trong nhà người ta những cái đầu năm có những bông hoa mà nó héo, tại vì khí hậu cho miền Nam cũng không phù hợp như vậy. Thành ra họ chơi những cái dòng bông mai là ở miền Nam họ chơi mai nhiều, họ chơi mai hầu như là 90% là họ thích cây mai trong ngày Tết. Rồi tôi bởi vậy tôi cũng chia sẻ với các bạn là cái nỗi trăn trở mà cái sự băn khoăn khi mà chọn những cái dòng cây. Mình tốt nhất thì trước hết phải có đam mê. Các bạn chơi cái gì cũng phải có đam mê. Cái đam mê đây bạn phải thích cái cây cái đã. Hồng hôm nay các bạn thích các bạn mới chọn. Cái cây không thích bắt tôi trồng. Nói bạn trồng nó được đâu. Tôi thậm chí cái cây nào có bà xã tôi bà thích đó, bà thích thì tôi mua cho bà. Xong về bà chăm sóc cái cây túng hết. Đó, đầu tiên bà phải thích cái đã. Bạn phải có sự đam mê thì bạn chăm sóc cây nó mới tốt. Và mình có sự đam mê này nối tiếp đam mê kia thì nghề nó sẽ dạy nghề thôi. Tôi thì tôi sẵn sàng tôi tư vấn cho các bạn nếu mà các bạn tin tưởng ở tôi, và đồng thời tôi sẵn sàng tôi trả lời tất cả những cái câu hỏi nào các bạn gửi về trên cái tôi trả lời theo cái sự hiểu biết của tôi ha. Chứ thật ra tôi không phải là một nghệ nhân gì hết, nhưng mà mình cũng đi cọ sát thực tế, thành ra mình cũng có được một cái chút kiến thức, có được một chút kinh nghiệm nho nhỏ mình chia sẻ với các bạn, để các bạn đỡ mất thời gian mày mò ha, đúng rồi, mày mò mệt lắm đó, như vậy. Rồi còn gì nữa không ta? Nói thì bởi vậy thì tóm lại thì những cái dòng cây bây giờ trong cái phía miền Nam này, nếu mà các bạn mà chơi những cây mà nó bền cây, mình chơi được lâu, mình không có chạy theo cái modern, không có chạy theo cái phong trào, thì các bạn chơi tùng nè, chơi mai nè, chơi tùng nè,
mái chú thỉ nè, chơi quyệt quế nè, chơi kim quýt nè, chơi khế nè, nói như vậy. Đó là các bạn những chơi dòng cây đó là bền cây nhất và đồng thời nó không bị lỗi thời. Còn hiện tại bây giờ tôi thấy người ta bắt đầu người ta chơi cái dạng mà cây bonsai mà cây có trái, cũng như là chơi cây hồng xiêm sa bô chê, cây lê kima, cây trứng gà, trứng cá, trứng gà, lê kima, trứng gà, cây hồng xiêm mà mình trong miền Nam gọi là cây sa bô chê, hay có người ta chơi cây mít các bạn, nếu mà mít á, các bạn chơi mít nhiều hơn, mít tố nữ, tuyệt vời luôn. Mít tố nữ cái trái nó nhỏ, từ chùm chùm nó thọng cuốn nó dài xuống. Nếu các bạn mà chơi mít tố nữ bây giờ là các bạn đi săn lùng những cái dòng cây mít tố nữ mà gốc cổ, mà gốc mà già đó, thì các bạn về cái miệt lá thiêu Bình Dương, Thuận An á, các bạn vô cái dừa các bạn săn lùng vô cái dừa các bạn bứng vô các bạn trồng. Mà tôi thấy chơi cây mà chơi cây kiểng có trái cũng hay, giống như là cây mận rồi nãy kia rồi cái ổi rồi cũng hay các bạn ha. Trái nó lòn toàn, nó lòng thòng chứ mình thích mình ăn luôn. Mưa vừa chơi mà nó vừa đẹp mà quý bài rất là khoái nha. Nhất là các bà ông chồng mà chơi cây kiểng mà có trái phái lắm. Phải bắt này vuốt mấy cái trái này, vuốt thì hái ăn luôn, nó tiện lợi. Thì các bà thì nhất cử lưỡng tiện này, nó cho nó tiện lợi luôn, vừa vuốt bẻ luôn, chứ vuốt là không bẻ đâu, không chịu à. Vậy ha các bạn ha. Thì hôm nay thì mình cũng làm một cái clip, cũng làm một cái chủ đề của một vị khán giả gửi về tôi, nó mới làm một cái nguồn cảm hứng để cho mình làm clip. Phải nói rằng cái nghề YouTuber thì ngành nghề nào thì tôi không rành, tôi không biết lắm, nhưng mà riêng cái ngành cây kiểng, bởi vì cây kiểng nó lòng vòng có nhiêu đó làm qua làm lại làm hoài cái nó dễ gây ra cái sự nhàm chán, thành ra nhiều lúc mình phải có một cái chủ đề để mình làm phim. Thì cái chủ đề đâu ra? Chủ đề từ các bạn không? Tôi nhiều đa số các chủ đề của các bạn, mấy câu hỏi của bạn gửi về tôi, từ đấy nó thì làm cái tiêu đề, nó làm cái gợi ý để cho mình làm một cái clip. Dụ như mái chú thủy này nó muốn làm gì, nó mái chú thủy thì nhiêu mái chú thủy chủ đề gì, về chăm sóc cây, về bông hoa, về tỉa cây, về chọn giống này vân vân rất là nhiều đó, như vậy rồi ok, vậy là xong rồi. Hôm nay tôi cũng đã cũng làm xong một clip để chia sẻ cùng các bạn ha. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.